đây chủ nhân anh Thân đã hôm nay chúc mừng anh đã nhận chiếc xe Ford Explorer màu đỏ hợp với màu phong thủy của anh. Chúc anh nhận xe gặp nhiều may mắn. Ok, cảm ơn em. Dạ, rồi cảm ơn anh ha. Xin chào quý khách hàng gần xa. Hôm nay Mạnh Phiêu làm video clip ngắn gọn giới thiệu về dịch vụ chăm sóc xe Ford Explorer cho những khách hàng nào bận rộn. Vì trong phân khúc xe 2 tỷ 6 này nè, những khách hàng mua xe đa số là những doanh nhân thành đạt đã mua xe của Mạnh Phiêu hoặc là đại lý Ford Phú Mỹ. Nếu có nhu cầu bảo dưỡng, vệ sinh chăm sóc xe định kỳ thì cứ mạnh dạn alo cho Mạnh Phiêu, số điện thoại 0915 116831. Những khách hàng bận rộn cứ alo cho mình sẽ đến tận nơi nhà khách hàng để mình sắp xếp thời gian lái xe về, hỗ trợ cho khách hàng chăm sóc xe, bảo vệ, bảo dưỡng, vệ sinh xe Ford Explorer với nhiều tính năng rất là ưu việt. Tại thị trường Việt Nam hiện nay, trong phân khúc này ít có đối thủ nào sánh bằng với những công nghệ hỗ trợ lái. Đây là có cruise control, bên này có giữ len đường ha, tắt giữ len đường. Đặc biệt mình đang ngồi trên xe này, hệ số an toàn rất là cao do xe nhập từ Mỹ, được trang bị 9 túi khí, cân bằng điện tử đầy đủ ha, hỗ trợ lực phanh điện tử, hỗ trợ khởi hành ngang dốc. Giới thiệu về cái tính năng hay thông minh của xe, như là mình đang ngồi như vậy là mình đang massage. Đây, mình bấm massage cho các bạn thêm đó, massage ghế làm mát lưng ghế luôn ha các bạn ha. Đây làm mát lưng ghế, có ba nấc xanh đây nè, còn bên đây là làm nóng đó. Có GPS ha, mình đang mở GPS giờ dẫn đường, trên đường đi qua khu công nghệ cao, cảnh quan rất là đẹp đó các bạn. Phú Mỹ Ford đang có chương trình ưu đãi khuyến mãi rất là tốt cho dòng xe này. Quý khách hàng gọi cho mình 0915 116831 để được báo giá. Chương trình khuyến mãi ưu đãi nhất, đặc biệt dành cho khách hàng mua xe Ford Explorer. Ở bên đây có một chiếc Ford EcoSport, đàn em của Explorer. Dòng xe EcoSport phía trước cũng rất là cơ động, SUV 5 chỗ, nhỏ gọn, cơ động, đi trong thành phố rất là thuận tiện cho những khách hàng nào không thích đi xe to, dễ dàng xoay chở trong mọi điều kiện giao thông phức tạp hiện nay là những thành phố lớn như Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh. Rồi, Mạnh Phiêu xin dừng video clip ở đây. Hẹn các bạn video clip lần sau sẽ hấp dẫn hơn. Xin cảm ơn cả nhà đã xem video clip. Quý khách có nhu cầu về các dòng xe cứ truy cập vào website www.xeforphumy.com để có những thông tin hữu ích về các công nghệ xe mới nhất, luôn cập nhật tin tức về các dòng xe Ford. Xin chào quý khách hàng, hẹn video clip lần sau, bye bye cả nhà.